Đâm dao tại nhà thờ ở Sydney, nhiều người bị thương. Nhiều người bị thương trong vụ đâm dao tại một nhà thờ ở phía tây thành phố Sydney, Australia. Kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo một video được đăng tải trên mạng xã hội, sự việc xảy ra khi giám mục Marie Emmanuel đang chủ trì buổi thuyết giảng tại nhà thờ Good Shepherd ở Wakili, khu dân cư phía tây thành phố Sydney, bang New South Wales, vào ngày 15 tháng 4. Một thanh niên mặc đồ đen đã tiến đến gần giám mục rồi liên tục đâm vào mặt và cơ thể ông khi những người chứng kiến cố gắng can thiệp. Giám mục Emmanuel đã ngã gục xuống đất. Video được lấy từ chương trình phát trực tiếp buổi lễ của nhà thờ trên YouTube có thể nghe thấy tiếng người la hét trước khi nó bị cắt. Cảnh sát New South Wales cho biết họ nhận được thông báo và có mặt tại hiện trường vào khoảng 19h15 phút. Theo phát ngôn viên cảnh sát, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã được đưa đến bệnh viện ở Liverpool với nhiều vết đâm. Ba người khác bị thương và đang được điều trị tại hiện trường, song các vết thương không đe dọa tính mạng. Cảnh sát thông báo đã bắt được kẻ tấn công, song chưa rõ động cơ của người này. Sự việc diễn ra chỉ 2 ngày sau vụ đâm dao tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction, Sydney, khiến 6 người không qua khỏi và 12 người bị thương. Australia tuyên bố quốc tang tưởng niệm các nạn nhân không qua khỏi. Khắp đất nước treo cờ rủ. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 4, tại Australia, một sự việc đau lòng đã xảy ra khi Sydney thức dậy trong sự bàng hoàng vì cuộc tấn công bằng dao tại trung tâm thương mại khiến 6 người thiệt mạng. Cảnh sát Australia cho biết họ đã loại trừ khả năng khủng bố trong vụ tấn công và đang tiến hành điều tra. Ngày 14 tháng 4, cảnh sát Australia cho biết đã xác định danh tính thủ phạm thực hiện vụ tấn công bằng dao tại Westfield Bondi Junction, một trong những trung tâm thương mại sầm uất nhất ở thành phố Sydney trước đó một ngày, khiến 6 người thiệt mạng và nhiều người bị thương nguy kịch. Đối tượng được xác định là nam giới, có tên là Joel Cauchy, đến từ bang Queensland lân cận. Người đàn ông 40 tuổi này có vấn đề về sức khỏe tâm thần, mới chuyển đến Sydney và không có dấu hiệu nào cho thấy động cơ rõ ràng của vụ tấn công. Cho đến thời điểm này, không có bằng chứng nào thu thập được hoặc thông tin tình báo nào cho thấy bất kỳ động cơ, hệ tư tưởng cụ thể nào hoặc lý do nào khác đã thúc đẩy hung thủ ra tay. Sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao, an ninh đã được tăng cường quanh khu vực. Trung tâm thương mại nơi xảy ra vụ việc cùng các con phố gần đó cũng bị đóng cửa. Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã bày tỏ chia sẻ với gia đình các nạn nhân. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Australia coi đây là hành động bạo lực tàn ác nhằm vào những người vô tội đang đi mua sắm bình thường trong ngày thứ Bảy. Thảm kịch bắt đầu vào lúc 15h20 tức 12h20 giờ Hà Nội ngày 13 tháng 4 khi kẻ tấn công đâm dao bừa bãi vào người đi mua sắm. Trong số các nạn nhân có một phụ nữ và em bé mới 9 tháng tuổi của cô. Hai mẹ con đã được đưa vào viện cấp cứu. Cảnh sát cho biết người mẹ sau đó qua đời tại bệnh viện vì vết thương quá nặng, còn em bé vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định. Các cuộc tấn công như vụ việc như vậy hiếm khi xảy ra ở Australia, quốc gia có khoảng 26 triệu dân, với một số quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới về việc sử dụng súng và dao. Vâng, và trong khi đó tại Mỹ thì một bé gái 8 tuổi đã thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị thương, trong đó có 3 trẻ em, trong một vụ xả súng hàng loạt xảy ra vào tối 13 tháng 4 theo giờ địa phương tại thành phố Chicago thuộc bang Illinois của Mỹ. Cảnh sát đã phản ứng với thông báo khẩn cấp của công ty SoundThinking, trước đây là ShotSpotter, nổi tiếng với dịch vụ định vị tiếng súng. Tại dãy nhà số 2000 trên phố West 52, ngay sau 21 giờ ngày 13 tháng 4, 9 giờ ngày 14 tháng 4 theo giờ Hà Nội, và khi tới nơi thì họ phát hiện ít nhất 11 nạn nhân bị trúng đạn. Cảnh sát cho biết bé gái 8 tuổi bị bắn trúng đầu và sau đó được xác định qua đời tại bệnh viện Nhi Comer. Một bé trai 1 tuổi và một cậu bé 8 tuổi trúng nhiều phát đạn vào bụng và cả hai được đưa tới bệnh viện khu vực trong tình trạng nguy kịch. Một trẻ em 9 tuổi khác bị thương ở ngón tay và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ổn định. Trong số những nạn nhân nguy kịch, có một người đàn ông 36 tuổi bị bắn trúng cánh tay phải và lưng. Ít nhất 6 nạn nhân khác bị bắn và tất cả đều đang ở trong tình trạng ổn định tại các bệnh viện trong khu vực. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra các tình tiết của vụ xả súng. Theo một nhân chứng, một đối tượng lái chiếc xe sedan 4 chỗ màu đen đã nã hàng chục phát đạn vào những người trong khu vực trước khi bỏ chạy về hướng nam trên đại lộ Diamond Avenue. Cho tới thời điểm này thì vẫn chưa có nghi can nào bị bắt giữ và cảnh sát đang tích cực điều tra. Thưa quý vị, bên cạnh tình hình xung đột nóng lên ở Trung Đông, một sự kiện khác cũng được quốc tế quan tâm lúc này, chính là cuộc đua vào vị trí Tổng thống Mỹ năm 2024. Và điều đáng chú ý hơn là khả năng đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump sẽ có màn tái đấu tranh cử cho vị trí chủ nhân Nhà Trắng.
Đúng như vậy, trước màn so kè giữa hai ứng cử viên nặng ký để đại diện đảng tranh cử trước Tổng thống, theo một kết quả thăm dò tại Mỹ vừa công bố, thì cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 sẽ rất gay cấn khi hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là ông Joe Biden và ông Donald Trump vẫn đang so kè từng điểm. Cụ thể, Tổng thống Biden nhận được 45% cử tri ủng hộ, trong khi ông Trump nhận được 46%. Kết quả thăm dò cũng cho thấy quan điểm của người dân Mỹ đối với tình trạng đất nước hầu như không thay đổi. Phần lớn cử tri, khoảng 64%, vẫn cho rằng Mỹ đang đi sai hướng. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden vẫn thấp, với 38% ủng hộ, 59% không ủng hộ. Trong khi đánh giá về nền kinh tế vẫn tồi tệ, 79% đánh giá tình trạng kinh tế hiện nay là khá hoặc tệ. Kết quả thăm dò mới giữa lúc Tổng thống Biden chuẩn bị vận động tranh cử khắp bang chiến địa Pennsylvania để làm rõ sự khác biệt về kinh tế với cựu Tổng thống Trump, nhấn mạnh kế hoạch tăng thuế với giới nhà giàu và tập đoàn. Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump sẽ tham dự buổi vận động và gây quỹ tranh cử ở Pennsylvania trong bối cảnh ông chuẩn bị hầu tòa xét xử vụ chi tiền bịt miệng một ngôi sao phim khiêu dâm vào ngày 15 tháng 4 tới. Một sự kiện sắp diễn ra cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm, chính là Thế vận hội Olympic năm 2024 được tổ chức tại Paris của Pháp. Đây là một sự kiện lớn dự kiến sẽ quy tụ đông đảo các vận động viên và hàng trăm nghìn người hâm mộ tới đây để tham gia và cổ vũ. Và nhằm đảm bảo cho an toàn của sự kiện trên, Pháp đã liên tục tăng cường các biện pháp an ninh trên khắp đất nước nói chung và thủ đô Paris nói riêng. Trong các khâu để tăng cường an ninh cho Thế vận hội Olympic 2024, theo Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang Pháp, khoảng 2.000 binh sĩ và cảnh sát nước ngoài sẽ được cử tới Paris để tăng cường an ninh cho Thế vận hội Olympic mùa hè. Động thái trên diễn ra khi Pháp vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau các mối đe dọa tấn công. Pháp, nước sẽ đăng cai Thế vận hội mùa hè từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, đã nâng mức cảnh báo an ninh lên mức cao nhất sau vụ tấn công khủng bố phòng hòa nhạc ở Moscow của Nga, khiến ít nhất 145 người thiệt mạng vào ngày 22 tháng 3. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ thảm sát. Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang Pháp Sébastien Lecornu cho biết lực lượng tiếp viện sẽ cung cấp các chức năng cụ thể, bao gồm huấn luyện chó, cưỡi ngựa, tuần tra bằng ngựa. Chúng tôi có khoảng 2.000 sĩ quan cảnh sát, hiến binh và quân đội nước ngoài sẽ tham gia hệ thống bảo vệ cho Thế vận hội mùa hè. Vào cuối tháng 3, Ba Lan cho biết nước này sẽ cung cấp chó nghiệp vụ chuyên đánh hơi để phát hiện bom và hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố, nhưng không nêu rõ số lượng. Anh Khánh Minh này, có món ăn hay là loại quả nào mà anh cảm thấy yêu thích trong thực đơn của mình hay không nhỉ? Tôi nghĩ là tất cả các loại rau quả thì đều rất là bổ và chúng ta không còn nghi ngờ gì về hàm lượng dinh dưỡng của nó. Nhưng có một số loại quả như chúng ta đang nhìn thấy màn hình dưới đây, mặc dù biết là rất là bổ, rất là ngon nhưng nhiều người lại không muốn động vào vì mùi hương của nó. Vâng, và đúng như lời nhận định vừa rồi của anh Khánh Minh thì thưa quý vị, sầu riêng là một loại quả có mùi hương đặc biệt và có thể với nhiều người Đông Nam Á thì đây là một loại quả rất là thơm, rất là ngon, nhưng mà với một số người nước ngoài thì đây được xem là một món ăn khá là đáng sợ. Và để tuyển tập những món ăn được cho là đáng sợ ở trên khắp thế giới thì tại thủ đô Berlin của Đức, một bảo tàng những món ăn đáng sợ vừa mở cửa để có thể chào đón du khách trên khắp nơi trên thế giới. Trong đó, món sầu riêng đặc trưng của các nước Đông Nam Á cùng nhiều món ăn được cho là khó thử khác trên toàn thế giới đang được trưng bày trong bảo tàng này. Nhãn cầu kiều ngâm trong nước ép cà chua của Mông Cổ, ngâu pín hay rượu chuột con của Trung Quốc, cùng nhiều món ăn mà không cần nhìn mà chỉ nghe tên đã thấy rùng mình. Tất cả đều có mặt tại bảo tàng những món ăn kinh dị ở thủ đô Berlin của nước Đức. Đặc biệt, món sầu riêng của các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines cũng có mặt trong danh sách những món ăn kinh khủng nhất thế giới ở bảo tàng này. Những món ăn được mệnh danh là đáng sợ nhất thế giới được trưng bày trong tủ kính hoàn toàn là đồ ăn thật và được thay thế liên tục khi bị hỏng, khiến cho bảo tàng trở nên chân thật và đáng sợ hơn với nhiều thực khách. Tuy nhiên, với những du khách yêu thích trải nghiệm những điều mới lạ, bảo tàng này là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi đến Berlin. Tôi đang tìm kiếm những địa điểm thú vị ở Berlin, không phải những trải nghiệm du lịch thông thường. Chúng tôi muốn tìm kiếm thứ gì đó gây sốc hơn và vui vẻ hơn. Tôi sẽ không thể thấy những thứ như thế này ở bất kỳ nơi nào khác. Vì vậy, chúng tôi đến Đức, tôi đã nói rằng tôi thực sự cần đến thăm bảo tàng này và thử mọi thứ. Bảo tàng những món ăn kinh dị được ra đời với ý tưởng chia sẻ văn hóa ẩm thực trên toàn thế giới với thực khách, từ đó mang lại cái nhìn tổng quát và dung hòa hơn về ẩm thực trên toàn thế giới.